Mình chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một tô phở nho nhỏ để ăn. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều, cũng như là có rất là cô chú, bạn, các anh chị em đều nói một cái câu là chuyện gì đã buồn không có còn buồn nữa, cái gì vui thì mình đem lại để mà chia sẻ cùng với nhau. Cho nên bắt đầu ngày hôm nay là ngày thứ ba, mình sẽ đem những chuyện gì vui sẽ kể cho mọi người nghe, còn chuyện buồn thì thôi mình cứ giữ trong lòng của mình. Nấu phở thì ông xã nói lâu lắm rồi mình không có nấu phở cho ông xã ăn, cho khi mà nấu đó là phải nấu cho đầy đủ hết, tái nạm gầu găng sách bò viên quá trời luôn một cái nồi phở, nhưng mà cũng đã nấu xong và gia đình cũng đã ăn rồi. Hôm nay mình sẽ nói về cái cuộc sống mới của mình, bởi vì tháng 2 là cái tháng mà mình có thể làm rất là nhiều điều, đặc biệt đó là khu vườn của mình. Mình mê cái khu vườn của mình lắm. Mấy ngày vừa qua đó buồn á, cũng không biết phải làm gì, cứ ra khu vườn, dù là mưa ha, gió ha, mưa lớn quá thì chạy vô hết, mưa tạnh tạnh là chạy ra quét sân rồi dọn dẹp cắt tỉa những cái gì mà mình cần làm một chút ha. Mình ăn phở xong nè, mình đi ra khu vườn cho cô chú thấy được là hôm nay mình làm cái gì. Đặc biệt đó là cái tháng 2 là cái tháng mà mình phải sẵn sàng làm cái gì cần làm ở sau khu vườn, để tháng 3 bắt đầu là bông hoa nè ha, những cái cây như là cây táo, cây hồng, cây đào sẽ nú ra những cái nụ hơi nhỏ nhỏ rồi ra những cái bông đẹp lắm. Cho nên mình muốn chia sẻ một cái khu vườn của mình mùa đông cũng như là mùa hè. Mình buồn quá, ông xã thì đi làm, cháu ngoại bây giờ đi học biết lái xe rồi, mình đâu có đưa rước nữa, còn nấu ăn thì đơn giản lắm. Tháng 2 trời mưa, khi trời tạnh thì mình sẵn sàng ra khu vườn cắt tỉa những cây gì mà mình còn thấy được tốt cho trái, cho bông, cho hoa. Rồi sau đó mình sẽ bón phân cũng như là cho thức ăn. Khu vườn của mình lúc nào cũng sẽ dùng một loại phân, đó là phân bò. Trời đã tạnh mưa rồi, mình dùng phân rải hết khu vườn của mình. Rồi sau đó mình sẽ dùng những loại thức ăn như là 10, 10, 10 cũng như là xác cà phê. Xác cà phê mình có thể đi lấy ở Starbucks, lúc nào cũng có để cho mình rải. Điều mà mình dùng là ở sân trước, nếu như có chó, mèo đi ngang làm bậy thì đó là một loại mà chó mèo không thích. Còn nói về khu vườn của mình, lúc nào mình cũng cần dùng xác cà phê bởi vì sẽ giúp cho cây lá tươi tốt cũng như là rễ. Đặc biệt hơn nữa, đó là bông cẩm tú cầu. Nếu như mình muốn cái bông của mình như lúc đầu mình mua là màu xanh, thì xác cà phê sẽ giữ được cái màu đó, nếu không sẽ đổi qua là màu hồng. Còn bone meal là một loại thức ăn thường là mình sẽ cho vào cái thùng nước để mà mình trộn. Nhưng đây mình sẽ dùng những cái muỗng để mà mình cho xuống với những gốc cây, bởi vì trời mưa sẽ giúp cho nó tan đi rất là nhanh, làm cho cây của mình nó khỏe, rễ, lá và bông. Khi có trái thì trái sẽ ngọt cũng như là vỏ trứng gà. Những gì mà mình dùng cho khu vườn của mình thấy có một điều đó là không sanh ra những loại sâu bọ hay những con bà chằn bò ở trên sân cũng như là cắn đi những cái lá hay những cái gì mình trồng xuống không còn nữa. Cho nên xác cà phê là một điều lúc nào mình cũng dùng, cũng như là muối em sân sót. Còn baking powder hay baking soda thì hôm khác mình chia sẻ. Bông là một loại bông mà mình lúc nào cũng muốn trồng. Nhưng những loại bông này mình có cho thức ăn khác hay không cũng đều là giống như nhau. Tất cả những gì ở sau khu vườn của mình không phân biệt rau củ quả, cây ăn trái, bông đều là dùng giống như nhau. Đặc biệt hơn nữa đó là một loại vitamin B1 Western State ở Home Depot có bán 10 đồng 99. Mình có thể lên online hoặc là Amazon.com đều có bán. Nếu như không có tìm được Western State thì mình có thể tìm bất cứ hiệu nào cũng được, miễn sao là vitamin B1. Mình sẽ dùng một tablespoon cho vào những cái cây. Cây nhỏ thì một tablespoon, cây lớn thì mình cho hai, lớn nữa thì mình cho ba. Cứ cho đại vào trong những cái gốc cây, mưa sẽ giúp cho mình rất nhiều. Đây là cây ướt,
ở sau vườn nhà mình một năm rồi. Hồi năm ngoái á, khoảng đâu là tháng 3, tháng 4 gì đó, mình mua về khoảng đâu là 5 đồng ở Home Depot với Lowe cũng đều có bán. Cứ như vậy là mình dòng và để luôn tới bây giờ là tháng 2 rồi, cũng có rất là nhiều trái luôn. Cứ có trái hoài thôi. Nắng nhiều chừng nào á thì nó búng bông ra nhiều chừng ấy. Thì khi có bông thì trái nó sẽ lớn thôi. Ớt nó chịu được cái mùa đông á, này nè, nhiều lắm nè. Nó rất là dễ thương. À, nói về cái loại ớt này á thì cũng rất là cay. Nhưng có hai cách để cho mình có ớt ăn hoài suốt năm. Một á, là trái nó để chín rồi mình hái bỏ vào tủ đá hoặc là mình xay nhuyễn. Còn không, mình những cái trái như vậy nè, mình hái vào, mình ngâm giấm. Ngâm giấm thì cũng đơn giản thôi, mình nấu giấm với đường hơi chua chua rồi cái mình để cho nó thật là nguội. Ớt thì mình cắt thật là mỏng rồi cái mình cho vào cái hũ mình ngâm. Cứ như vậy là mình có ăn rồi. Một cây ớt nhỏ thôi mà tới bây giờ đó, đây nè cô chú, cái cây gốc của nó nè rất là khỏe nha. Đó, khỏe vô cùng. Mình mua một dĩ của nó khoảng là 4 cây. Đó, mà giờ cây nào cây nấy cũng phải nói là rất là lớn và khỏe mạnh. Hôm nay mình sẽ nói về làm vườn của mình. Tháng này là cái tháng mình nên làm những gì cho khu vườn của mình. Cái trái này nó hơi chín chín nè. Đó, mình hái vô luôn. Còn cây ớt này là cây ớt hiểm, mình cũng đã trồng năm ngoái đó. Mà bây giờ nó cũng còn rất là nhiều trái luôn. Rất là khỏe luôn. Và bông cứ tiếp tục ra như thế này. Bón phân rất là đơn giản. Mình chỉ dùng phân bò, rồi mình trộn với lại cát và chân trâu là phơ lai đó. Như vậy á, là mình sẽ trồng được rất là nhiều cây trong khu vườn của mình mà rất là khỏe luôn. Cái bông này cô chú, đây, bông ớt nè. Đó, cái này là bông nè, rất là nhiều luôn. Đây là cái cây su su của mình nè. Đó, một trái ha, mà nó dài như thế này. Đó, nó lên. Cứ như vậy mình cứ để hoài thôi, mình không có chặt bỏ đi. Và cả một năm rồi cái cây su su của mình vẫn còn rất là tốt. Và mình cũng đã dọn dẹp mấy ngày nay để cho những cái trái su su nó lớn lên. Nếu nhìn kỹ vào thì có rất là nhiều luôn. Trái nhỏ, trái lớn. Khi nó có cái lá đó thì mình sẽ không thấy được, bởi vì nó chưa có lớn. Mình cắt lá đi hết để cho nó có ánh nắng mặt trời vào nè, thì mình sẽ thấy được rất là nhiều trái luôn. Và đây là những trái su su mễ của mình nè. Hôm nay nó đã lớn nhiều lắm rồi, khoảng đâu là một lóng tay, rất là nhiều luôn. Bởi vì mình cắt hết những cái lá bỏ đi thì mình mới thấy được cái trái su su. Còn không á thì cái lá nó che rồi, mình đâu có thấy được. Đó, bây giờ phải nói là quá trời luôn, nhiều thiệt là nhiều luôn. Cứ mỗi một cái gốc lá thì có trái su su. Nhìn phải nói rất là dễ thương luôn. Đó, nhiều thiệt là nhiều luôn, quá trời trái luôn nè. Để mà phân biệt cái bông đực hay bông cái cũng dễ lắm. Bông đực á, thì mình thấy nó ra một cái nhánh dài như thế này nè ha, mà nó có rất là nhiều bông, đó là bông đực. Còn bông cái thì chỉ ra có một bông mà thôi. Đây là bông cái nè, thì có một trái như vậy đó. Và đây nè, cũng một trái nè. Rất là dễ thương. Đặc biệt hơn nữa, nói về bầu bí mướp su su khổ qua, tất cả đều ăn được cái đọt của nó hết. Để ăn được cái đọt non á, là mình nên ăn những cái gốc ở trên như thế này nè. Đó, thì non ha, còn ở dưới này thì già. Và khi mình cắt bỏ đó, thì nhớ ngay chỗ gốc này nè, nó sẽ ra cái bông đực cũng như là bông cái. Thì như vậy mình sẽ có trái. Còn trái ăn á, thì mình cũng đã học thêm một điều khi mình về Việt Nam đó. Đừng để cho cái trái nó bự quá. Hỡi mình thấy trái vừa vừa ăn được lần ăn rồi, mình có thể kho, xào, luộc ăn cũng rất là ngon. Khi mà mình trồng những loại rau củ quả mà đã ra trái rồi đó, phải nói một điều á, thấy thương lắm, không có muốn ăn. Nhưng mà nhiều quá thì cũng phải ăn thôi. Đây là trái bầu chân dài của mình hồi năm ngoái tới bây giờ vẫn còn ở sau khu vườn. Bởi vì mình sẽ đợi chừng khoảng đâu vài tuần nữa thì mình sẽ lấy cái hộp rồi phơi nắng chút xíu thôi, không cần nhiều. Nếu như mà ai đó cần thì mình sẽ gửi tặng. Những cái nhánh nào mà cao quá đó thì mình có thể cắt bỏ đi. Cũng như đây là những cái nhánh mà những tháng qua trời mưa gió nè mọc, bây giờ mình sẽ cắt cho cái cây chanh này của mình nó chừng khoảng 4 feet 5 feet là được rồi.
Tuy nhiên những cái nhánh nào mà có bông á, thì mình đừng có cắt bỏ. Như là đây là những cái nhánh mà có bông nè, rất là nhiều nha. Đó. Và lúc nào cũng vậy, đến một cái mùa tháng 3, tháng 4 là bắt đầu mình phải xịt những cái loại xà bông đô cũng như là nước á, mình cho vào để mình xịt, để đừng có những cái con bạch cằn bám vào những cái cây của mình. Và bây giờ những cái trái chanh của mình đây nè, nó rất là dễ thương luôn. Và trước khi mình kết thúc cái video của ngày hôm nay nói về chia sẻ trái su su cũng như là bón phân trong khu vườn của mình, đi một vòng nói về những loại bông mà hiện bây giờ vẫn còn tươi tốt và những cái cây nào sắp sửa ra những cái lá non rồi từ từ ra những cái bông. Đây là thu hải đường, cái cây của năm nay phải nói là tốt hơn năm ngoái. Trời không có lạnh lắm cho nên lá cây vẫn xanh tươi và bông vẫn tiếp tục ra. Còn đây là cây mó bồ màu xanh, hiện bây giờ đã ra những cái nụ nhỏ nhỏ như là lá đỏ như thế này. Còn đây là hoa hoàng hậu màu tím, bông rất là đẹp và nụ cũng rất là nhiều. Cẩm tú cầu hiện bây giờ thì sắp sửa rồi ra những cái lá non như thế này, rất là nhiều. Hồi năm ngoái cẩm tú cầu của mình đẹp lắm và mình cũng đã chia sẻ qua cách cắt tỉa cũng như là xát cà phê, là một loại thức ăn mà hoa cẩm tú cầu rất là thích luôn. Đây, nếu nhìn kỹ lại giống như một khúc cây khô nhưng thật sự không phải là như vậy, nụ rất là nhiều. Mình có tổng cộng đâu là khoảng 4-5 cây. Còn đây là hoa calla lily màu trắng, cái lá thật là to và bông hiện bây giờ cũng đã lú lên. Khi mà mưa gió đó thì cây lá của mình đã được tưới nước mưa rồi, hết mưa là bắt đầu nó sẽ bung ra rất là nhanh luôn. Cũng như là cây chanh Meyer, đây là cái trái mà vẫn còn ở trên cành, lại là được 2 năm rồi không có hái, bởi vì mình muốn giữ một trái để làm một cái thí dụ để cho cô chú anh chị và các bạn thấy được. Còn đây là cây tắc của mình nè, cũng đã được 8 năm và cũng đã cắt xuống rất là nhiều lần, bởi vì mình không có muốn cho cái cây tắc của mình lên qua khỏi cái cánh cửa sổ, bởi vì mình cần có cái ánh nắng mặt trời vào trong nhà. Trong nhà mình thì lại có những cái cây cần có cái ánh nắng và cái trái của nó như thế này. Khi mình ăn những trái tắc này đó là mình rửa ra sạch, cho hết nguyên một trái vào miệng nhai thì cái trái ăn ngon, đừng có ăn cái vỏ rồi ăn trong ruột thì rất là chua. Nhìn cái cây á thì thấy chưa có nhiều trái ha, bởi vì mình chưa có thấy nó chín, khi chín rồi thì mình thấy rực rỡ cho một cái cây luôn. Và cũng như là đây là những cây tắc mà mình mua ở Costco 3 năm rồi, năm nay phải nói là rất là nhiều trái, cũng như là hoa calla lily rồi. Bây giờ phải nói là quá trời là bông ha, nhiều lắm nha, vài bữa nữa thôi là sẽ nở. Lily này là lily màu trắng. Rồi tiếp tục là mình sẽ nói về những cái cây mà hồi năm ngoái mình đã cắt rất là nhiều để mà gửi đi tặng cho rất là nhiều cô chú và các bạn. Đó là hoa. Hoa này gọi là hoa quỳnh. Quỳnh nó thì nó có rất là nhiều màu, nhưng đặc biệt có cái màu trắng đó là gọi quỳnh nữ hoàng về đêm. Và bây giờ cái cây của mình tuy nhiên là cắt rất là nhiều nha, nhưng nó vẫn tiếp tục ra nhiều lắm. Và bây giờ đây là những cái mà mình muốn chia sẻ. Đây là những cái dấu mà mình đã cắt cởi đi và cứ tiếp tục ra những cái nụ nhỏ nhỏ như thế này. Những nhánh mà mình gửi đi tất cả đều là nhánh già, cho nên chắc chắn một điều mà cô chú anh chị và các bạn nào đã được mình tặng là sẽ ra hoa, bởi vì năm ngoái mình gửi thì đã có hoa rồi. Và đây bung rất là nhiều ha. Khoảng tháng 4 là cái tháng là mình thấy trọn vẹn một cái bông quỳnh của một cái mùa hè rực rỡ, màu tím, màu vàng, màu cam. Đó là những cái video hồi năm ngoái mình chia sẻ, phải nói rất là nhiều luôn. Và đây là cũng như là những cái chậu hoa quỳnh mà mình cũng đã mới cắm xuống hồi năm ngoái đó, bây giờ cũng lớn rất là nhiều. Hoa sen đá thì mình cũng đã tặng nhiều lắm, khi mà đến mùa đông á, thì nó sẽ đổi màu như thế này, nhưng trời mát và nắng lên thì sẽ đổi lại màu xanh. Hôm trước có nhiều bạn hỏi xin hoa sen đá thì mình cũng đã trả lời là sẽ gửi tặng, nhưng bởi vì không thấy bạn nhắn lại cho nên mình không biết cái địa chỉ nào để gửi. Còn đây là những cây gọi là bông mỏ két, đẹp lắm, bây giờ thì chưa có bông. Rồi cũng như là những cây gọi là sen đá ngôi sao, sen đá, đủ loại sen đá hết. Đây, còn đây là cây jasmine ha. Rồi với những cái chậu như thế này nè, mình cũng cắm vào thêm những loại hoa quỳnh.
Đây, bây giờ mình đi một vòng để mà thấy khu vườn của mình hoàn toàn thay đổi như thế nào. Cây tắc, những cây tắc mà mình đã trồng nhiều năm ra những nhiều nhánh, cũng như mình đã chia sẻ qua rồi. Khi mình mua cây tắc về có trái, rồi qua năm không trái, bởi vì đó là những loại cây tắc mà người ta cho thức ăn quá nhiều. Cho nên mình phải đợi thêm 1-2 năm nữa thì mới có những cái trái thật sự là chính mình đã bón phân và có trái cho mình ăn. Còn đây là cây bông đào. Hiện bây giờ đang lú lú ra như thế này. Màu đẹp lắm. Còn ở trong là cây chanh xanh. Rồi đây là những cây bông mà phải nói rằng là hoa hoàng hậu, rất là nhiều nụ luôn. Bón phân cho thức ăn bình thường thôi, mình không cần phải cho những loại thức ăn mắc tiền. Cái gì cũng vậy, mình bón phân từ từ thì tất cả những cây bông hoa của mình cũng sẽ lớn từ từ và cho bông thời gian rất là lâu không có rụng. Ở trong này là bông li li trắng của mình nè, đó, rất là đẹp. Và mình đã cắt bỏ đi rất là nhiều cái lá, bởi vì mình không có muốn nuôi lá, mình chỉ muốn nuôi bông thôi. Còn đây là những cái bông Fuchsia. Mình không nhớ cái tên Việt Nam là gì nha. Quá là nụ nhiều, nụ lắm, nhiều màu. Trong này là có tổng cộng là 4-5 màu luôn. Đây là những nhánh quỳnh của mình nè. Nó búng thêm ra nè. Một nhánh thôi ha, cứ mỗi một mắt á là búng ra. Đây, từ từ là mình sẽ thấy được những cái nụ nho nhỏ. Có những loại bông mình trồng trong những cái chậu hay bất cứ một cái gì đó, thì trong đó mình trồng rất là nhiều loại, hết bông này thì tới bông khác. Và đây là những cái loại bông mà mình đã trồng qua cũ, mỗi năm ra trở lại. Bông này là gọi là bông tulip. Rồi, còn bên kia là quỳnh. Nếu mà ai thấy cây quỳnh của mình rồi thôi, chắc là không thể nào tưởng tượng ha. Còn đây là cây đào. Cây đào này chỉ là một nhánh mình chặt đem về. Hồi năm ngoái cũng đã làm video bây giờ lớn rồi. Năm nay chắc chắn là mình sẽ có trái, bởi vì mình thấy được cái sự thay đổi của nó nè. Đây, rất là dễ trồng. Miễn sao mà cái phân của mình đã sẵn sàng trước khi mình cho bất cứ một cái cây gì xuống, là nó đã có cái loại phân tốt rồi. Cho nên mình không có sợ là cây của mình bị chết. Thôi, còn đây là bông li li trắng của mình nè. Rất là đẹp nha. Đó. Và hết mưa trời mà nắng rồi đã hả, là mấy anh chị nè tha hồ búng lên đây. Quá trời luôn nè, nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Và bông của mình thật là lớn nha, hơn một gang tay chiều cao, và chiều ngang nó cũng là hơn một gang tay. Đó, những cái bông này đối với mình là bông nhỏ, chỉ là bông nhỏ thôi. Còn có bông hả, hai bàn tay luôn, rất là đẹp. Để từ từ rồi mình sẽ cho cô chú anh chị và các bạn thấy ha. Đây, những loại bông mà mình trồng bằng cũ, năm nào cũng sẽ cho ra trở lại. Tất cả những gì mình trồng ở sau khu vườn, cái quan trọng là mình nên bón phân nào, cho thức ăn nào, bao lâu mình cho một lần. Còn đây là cây bông trà mi, cũng được đâu khoảng 7-8 năm rồi, nhưng nó cứ bị bệnh. Và mình cũng đã cho nó rất là nhiều loại thức ăn, nhưng có lẽ cái cây trà mi này không chịu ở trong cái gốc này, cho nên có lẽ là mình sẽ nhổ và bỏ đi. Và ở dưới gốc cây thì cũng có những cái bông như là calili nè, nó rất là đẹp. Còn trong này là cây thanh long, mình cũng trồng hồi năm ngoái, bây giờ thấy cũng lớn rồi. Bông sen đá thì thôi, tới cái mùa hè chắc chắn một điều là ai nấy cũng sẽ thích clip. Những cái clip năm ngoái thì cô chú nào đã xem rồi thì thấy được khu vườn của mình, còn năm nay thì chưa. Còn đây là cái bông mai vàng, đẹp quá trời đẹp luôn, hôm nay nở rất là nhiều luôn. Đó, đây là một cái khu vườn phải nói là hoa quỳnh là nhiều nhất, rồi tới những cái bông calili. Trong những cái chậu quỳnh này của mình có rất là nhiều loại chứ không phải là một loại. Có những lúc bạn bè hay ai đó xin mình thì mình cũng sẽ nói như thế này, không biết được là bông nào là bông nào, bởi vì mỗi cái bông nó có một cái tên, cho nên khi mà mình cho đó mình cứ ngắt đủ loại hết. Cho nên đó là một cái điều phải nói rằng là một chậu quỳnh có rất là nhiều màu. Còn nói về bông lồng đèn, đây, đây là những cái bông lồng đèn của mình nè. Như vậy là một cái ngày mình chia sẻ khu vườn của mình, bón phân cho thức ăn, cách trồng những loại cây kiểng như thế nào thì cũng không có khó để mà mình trồng đâu. Đây là những cái bông phải nói rất là đẹp luôn nè, màu tím dễ thương lắm. Tất cả những cây trong khu vườn của mình, nó nói đúng ra mình chỉ cần ngắt một nhánh vậy nè, mình cắm xuống là sẽ cho ra những cái bông rất là đơn giản, màu tím rất là đẹp luôn.
Còn đây là cây hồng giòn của mình nè. Năm nay mình thấy nó khỏe mạnh và lớn hơn hồi năm ngoái rất là nhiều. Và cũng ra rất là nhiều nhánh. Hy vọng là năm nay mình sẽ có rất là nhiều trái hồng giòn để ăn. Cao khoảng đâu là 6 feet thôi. Sau đó là mình sẽ cắt, bởi vì mình không muốn cái cây của mình nó to quá. Hồng nhung mùa đông thì sẽ cho một cái màu phải nói rất là đẹp, rực rỡ. Còn mùa hè đó thì mình chỉ thấy là cái lá nó xanh xanh ở trên chút xíu đỏ đỏ mà thôi. Cho nên đây là những cái cây mà phải nói đẹp vô cùng. Hôm trước thì mình cũng đã ngắt một nhánh nè, tặng rồi. Cho nên cái nhánh này có phải chết không? Không, nhưng mình cứ để yên như vậy ha. Vài bữa sau thì nó sẽ khô rụng rồi, nó sẽ búng ra cái lá mới. Còn đây là những cái chậu sen đá của mình nè. Hồi năm ngoái mình mua chỉ có một nhánh nhỏ vậy thôi, mà bây giờ cũng búng rất là nhiều. Cũng như là đây là những cái nhánh. Sen đá mùa này thì cũng đã có bông rồi. Đây là cái bông rất là đẹp màu vàng. Nói về sen đá thì cũng rất là dễ trồng lắm và cũng rất là mau lớn luôn. Còn bông hả thì thôi rực rỡ, bây giờ thì chưa thấy cái màu bông, nhưng mà đến lúc mùa hè rồi đó hả, thì phải nói là cái bông nó đẹp không thể nào mình tưởng tượng, mỗi cái màu sắc của nó phải nói rất là đẹp luôn. Và đây là cây lựu ở trước nhà của mình, cũng đã tỉa hết tất cả rồi và bón phân cũng đầy đủ, bây giờ là bắt đầu bung những cái lá ra như thế này nè. Đó, bây giờ là sắp sửa rồi, lá mà bung ra thì phải nói rất là nhanh luôn. Sen đá mùa đông thì lúc nào cũng sẽ đẹp hơn, đổi những cái màu với nó là tuyệt đẹp luôn. Những bụi bông Fuchsia của mình trồng không biết là bao nhiêu năm, 8 năm rồi á, cái năm nào cũng vậy, lên rất là nhiều và cũng nhảy nhiều lắm. Có những cái chỗ mình không có trồng á thì nó sẽ ra, nhưng không biết làm sao mà nó nhảy qua những chỗ khác được. Đây là cái bụi bông Fuchsia mình không có trồng, nhưng mà nó tự ở đâu á, nó nhảy tới đây. Cho nên có những loại bông mình phải nghĩ như thế này, không trồng mà cũng có bông để cho mình thưởng thức. Nhất là bông Calla Lily màu trắng. Đi một vòng hết cái khu vườn của mình rồi, chắc chắn là cô chú gặp các bạn rất là thích ha. Mình cũng thích nữa đó, vì đó là cái cuộc sống của mình ở sau khu vườn. Bây giờ mình nói tiếp về cách mà mình trồng những loại rau củ quả, cây ăn trái. Mình hãy trồng những gì mà mình thích nhất, mình ăn nhiều nhất thì cái đó mình nên trồng. Bởi vì mình trồng nhiều quá mình không ăn, cái rồi mình phải đem đi cho nữa, mà nhiều khi cho không ai chịu lấy hết, khổ lắm cô chú ơi. Cho nên hôm nay mình nói như thế này, nếu như mà mình muốn tỉa những cái cây ở sau khu vườn của mình, những cây ăn trái mà mình đã trồng nhiều năm, chẳng hạn như cây táo, cây tắc, cây cherry, cây plumberry, hay bất cứ một cái cây gì mình có tỉa được nữa hay không? Được, bởi vì đây là đến lúc mình tỉa lần thứ hai. Mình đã bón phân cho thức ăn thì cây nó sẽ rất là khỏe. Mình cắt bỏ bớt đi thì sẽ cho mình ra những cái nhánh mới nè, rồi những cái bông, rồi những cái trái to. Còn mình để bự lớn quá thì chắc chắn một điều là những cái trái nó sẽ nhỏ. Và thức ăn mình cho vô không có đủ để cho cái cây nó nuôi những cái lá, cái nhánh hay là những cái bông, thì cái trái nó sẽ nhỏ thôi. Còn mình á thì thích trồng cái gì nó nhỏ nhỏ ha, trái nào cũng là cái trái ngon. Đó là cái điều quan trọng đối với mình. Nói về trồng những cái trái mà mình thường hay chia sẻ nhất ở sau khu vườn của mình, đó là trái su su. Đây là trái su su Mễ. Còn cái trái này á, là su su Việt Nam. Còn ngoài ra những cái trái mà mình thích trồng nhất đó là trái khổ qua. Khổ qua Ấn Độ còn gọi là khổ qua rừng, hay là khổ qua của người Việt Nam mình. Cũng như là ớt hiểm, hay là những loại ớt gọi là không cay. Những cái loại ớt mà nhìn thấy nó đẹp, mình ăn cái gì đó mình cũng dễ ăn. Cũng như là cây chanh. Cây chanh ở sau khu vườn của mình đó là cây chanh Meyer. Cái loại gọi là loại thấp, không phải là loại cao. Đã 8 năm rồi, cây rất là khỏe mạnh. Hồi năm ngoái mình có chia sẻ nói về cây chanh của mình đó, nó cho một cái bông phải nói là thơm, thơm bát ngát, thơm vô cùng luôn. Còn trái đó hả, thì cái trái nào trái nấy nó bự như vậy nè. Mình để nguyên một cái trái ở trên cành một năm sau nó cũng không có rụng ha. Còn cái trái ở trong nó như thế nào, mình cắt ra một trái nè. Cái vỏ rất là mỏng, nước rất là nhiều. Đó, mà rất là thơm, đặc biệt vô cùng luôn.
và rất là dễ trồng, không có khó. Khi mà trái mình không có hái, vậy nó có bị hư không? Không nha. Mình có làm cái clip là nguyên một năm, chỉ có năm rồi mình hái xuống hết, vẫn còn một trái ở sau khu vườn. Mình thích nó để vậy cho một trái cho nó vui vui vậy đó. Nếu như mà mình ăn không có hết những cái trái chanh mình trồng đó, mình có thể vắt nước nè, rồi mình cho vào những cái bịch nhỏ nhỏ, hoặc là những cái mà dĩ làm nước đá đó, sau đó mình cứ lấy ra rồi mình cho vô bịch, khi nào mình cần mình lấy ra mình pha nước chanh uống nè, hoặc là mình nấu những món ăn gì mình dùng chanh, nhất là làm những món gỏi, thay vì là mình dùng giấm mình dùng chanh thì vẫn ngon hơn. Đó là những cái mà mình có ở sau khu vườn. Còn nói về những cái bầu hồ lô hay là bầu chân dài hay nhiều lắm, đây là những cái mà mình cũng có thể mua ở ngoài chợ. Như đây đó là trái bí, mà bí gọi là bí nghệ, cũng như là những cái hột giống mà mình đã được chị bạn tặng nè, nhiều lắm. Nhưng những cái hột giống này á, mình chưa có trồng qua ha. Nhưng mà mình sẽ trồng như thế nào? Mình nói như thế này, năm ngoái là cái năm mà mình đã thử trồng những cái hột giống mà có rất là nhiều chị gửi cho mình, nhưng không biết tại sao nó không có lên. Cái mình mới nghĩ thôi bây giờ mình đi mua trái hổ qua về rồi mình ăn, mình lấy cái hộp trong trái hổ qua luôn nha, không có phơi không gì, cứ mình tức quá mình liệm xuống vậy đó mà nó lên cho mình nó hả, đâu là 3-4 cây. Cái phân của mình nè, thức ăn nè, tẩm bổ cái gì cũng nó tốt cho khu vườn của mình rồi, mình cứ cho xuống hết, mình cho vài hộp xuống cứ vậy đó, rồi mình đắp lại vài tháng thôi, đúng ngày đúng tháng là nó lên, khỏi cần ươm, khỏi cần nhúng nước, khỏi cần gì hết. Mình làm rồi cho nên mình thấy thành công. Cũng như là ớt, như là tất cả những loại củ. Đây là trái su su Việt Nam, đây là trái su su Mễ. Hai trái nó hoàn toàn khác. Khu vườn của mình hiện bây giờ đó là su su Mễ, mình có tổng cộng là 3 cây. Một cái cây ở bên tay trái á, thì mình đã cắt sát xuống rồi, cái trái, cái rễ vẫn còn, năm nay sẽ lên trở lại. Còn cái cây su su mà bây giờ mà cô chú thấy trong cái video của mình đó, hồi năm ngoái đó mình làm cái video ha, coi lại đi cô Hồng, hồi năm ngoái của trồng su su làm sao, bây giờ vẫn còn trái rất là tốt. Bởi vì su su chịu lạnh cho nên khi hết mùa rồi đó mình cắt sát xuống ha, ngay cái mặt đất nó tiếp tục nó lên thôi. Su su chỉ trồng một lần thôi chứ không phải mỗi năm là mình trồng đâu nha. Đặc biệt cái trái su su này mình rất là thích, chỉ có chợ Mễ mới có bán thôi, chợ Việt Nam mình chưa có thấy. Rất là giòn, rất là thơm. Khi mình bổ cái trái su su này ra nè, ở trong cái màu xanh rất là đẹp. Nấu tất cả những món ăn mình thường hay nấu rồi, su su Việt Nam thì cũng vậy thôi ha. Nhưng mà cái trái su su này nó đặc biệt ở chỗ nào? Mình đổ bánh xèo đó, trời ơi nó ngon vô cùng, mà nó giòn, thiệt là giòn giống như mình dùng giá vậy đó. Tại vì có một em chia sẻ với mình, cô ơi, làm su su xào hoặc là su su đổ bánh xèo đi làm rồi, cho nên năm nay là mình sẽ dùng su su đổ bánh xèo ăn nữa. Nếu như các bạn nào ở miền Bắc Cali hướng về San Jose, làm sao để mua được những cái trái su su này, có nhiều chợ Mễ không có? Bởi vì năm ngoái mình gửi đi rất là nhiều. Hồi năm ngoái đó mình gửi đi những cái trái su su như vậy là nhiều lắm nha, cũng như là những trái như thế này nè. Nhưng mà tiền cước phí nặng quá cho nên năm nay chắc mình không có gửi nữa đâu. Nếu như mà các bạn nào ở San Jose, Sunnyvale, Mountain View hay là Fremont về hướng mà hướng north của miền Bắc Cali đó, mình hẹn nhau một ngày rồi mình sẽ đi mua những cái trái này nè, mỗi một trái đâu là 2.5 đồng, 3 đồng vậy đó. Rồi cái mình hẹn nhau ở với cái quán miền Tây của Loan ở trong khu San Timo đi, mình gặp nhau đó, cái mình trao cho nhau trái su su. Còn nếu mà không thích dùng trái su su Mễ đó, mình mua trái su su ở chợ Việt Nam nhiều lắm đó. Còn bây giờ gói như thế nào, bây giờ mình gói là một lần nữa nha, cho mọi người thấy cái cách gói của mình, quắn báo nhiều chừng nào tốt chừng đấy, sau đó cho vào trong những cái hộp tủ, nhớ là cho ở đâu phải nhớ lấy ra nha. Thời gian á, mình nghĩ là bây giờ chắc chừng khoảng tháng mấy là nó ra rễ rồi, còn không cứ để đi, khi nào ra rễ thì mình trồng xuống ha, đơn giản lắm. Bây giờ mình làm thử cho mọi người xem nha. Để mà gói trái su su rất là đơn giản, đi ra chợ những cái tờ báo mà người ta không cần nữa đó, mình lấy về mình để khoảng là 2-3 miếng báo vậy nè, nó mình cứ để lên ha, rồi sau đó mình lấy trái su su mình cứ gói nó lại, rất là đơn giản luôn. Mình gói lại vậy nè, mình gói chặt lại, rồi mình để trong một cái bịch ni lông, mình gói lại chặt như thế này nè. Sau khi mình đã gói chặt lại như thế này, mình chỉ cần lấy một cái bịch ni lông đó, mình cho vào đây cái bịch ni lông ha, mình cột nó lại đó, rồi mình cứ gói kỹ lại vậy nè, mình siết chặt lại thôi,
Thế là mình cứ cho vào trong những cái hộc tủ nè, hay là cho vô một cái bịch nào đó, chỗ nào tối tối mình giữ nó như vậy. Khoảng 1 tháng, 2 tháng mình lấy ra mình thấy nó được rồi là mình cho xuống dưới đất. Rất là đơn giản. Trái su su Mễ hay trái su su Việt Nam mình đều cũng giống như nhau thôi. Rất là đơn giản luôn. Như vậy là mình sẽ cho vào trong cái bịch. Cách trồng trái su su rất là đơn giản. Khi mà đã ra rễ như thế này rồi, nếu có cái mầm này cũng đừng có lo cho hết xuống dưới đất gì sẽ ra cái mầm mới. Rồi, bây giờ mình trồng như thế nào? Thí dụ đây là một cái mảnh đất nhỏ thôi, không có lớn quá. Rồi, như vậy là được rồi. Khi mình cho trái su su xuống đó, mình cho làm sao mà cái trái su su này, cái miệng nó nằm ngay đây nè. Đó, nó che cái miệng này như vậy là được rồi. Ở trên này vẫn còn nằm ở trên mặt đất nha. Thời gian vài ba tháng rồi mình đắp đất lại. Còn không á là mình đắp đất luôn cũng được nữa, nhưng mà không có sâu quá ở dưới cái đất nha. Nhớ là đừng có sâu quá, chừng khoảng 3 lóng tay là được rồi. Như vậy là mình đã trồng được trái su su. Còn những cái trái này đó thì thật sự ra mình trồng xuống liền bây giờ cũng được rồi, nhưng mà mình đâu muốn trồng nữa đâu. Thành ra nếu như mà ai ở San Jose đó, mình hẹn nhau ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật đi, rồi mình trao cho nhau trái su su để trồng nha. Phải nói là thật là đẹp luôn, rễ sẵn sàng rồi. Nếu như mình có những chậu hoa quỳnh hay là những nhánh hoa quỳnh đã được tặng hồi năm ngoái, thì bây giờ cũng đã đến lúc mình cho những thức ăn như là 10-10-10 cũng như là phân bò vào. Như vậy là đến tháng 4, tháng 5 mình sẽ thấy được hoa quỳnh nở rất là đẹp, nhiều màu đẹp lắm. Nhưng chỉ có một loại hoa quỳnh, đó là nữ hoàng về đêm, thì đến tháng 9, tháng 10 mới thấy được hoa nở, nhưng chỉ nở được vào ban đêm. Nếu thức thì mình sẽ thấy hoa quỳnh nở, còn không thì mình hãy đợi tháng 4, tháng 5, những loại hoa mà mình thích nhất sẽ nở cho một mùa hè. Cũng như là mình trồng rau củ quả, cây ăn trái, đó là những gì mà người Việt Nam của chúng ta ai cũng thích cả. Vui vẻ, đó là trọn vẹn. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã dùng thời gian xem clip của mình mỗi ngày. Cảm ơn. Xin hẹn lại video kỳ sau.